Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều, chương 2 bài 1 phần tiếp theo. Trong video hôm nay, các em sang phần 2 ứng dụng. Hoạt động 4 cho phân thức. A. Tìm nhân tử chung của tử và mẫu. B. Tìm phân thức nhận được sau khi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. Rồi trước hết là các em làm câu A. Nhân tử chung của tử và mẫu là. Các em tìm nhân tử chung của tử và mẫu giống như là chúng ta tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số của một phân số. Được chưa? Rồi cách tìm nhân tử chung của tử và mẫu của một phân thức. Trước hết là các em tìm ước chung lớn nhất của cái phần hệ số. Tức là các em tìm ước chung lớn nhất của 4 và 6. Ước chung lớn nhất của 4 và 6 là 2. Ta có 2. Tiếp theo là phần biến. Tử có x, mẫu có x. Vậy x chính là phần chung, đúng không? X chính là phần chung. Cụ thể, các em lấy x với số mũ thấp nhất. X mũ 1 và x mũ 2. Thì ta lấy x mũ 1 thôi. Rồi, tử có y, mẫu có y. Ta lấy y với số mũ thấp nhất, tức là lấy y mũ 1. Y mũ 1 và y mũ 2 thì ta lấy y mũ 1, lấy y với số mũ thấp nhất. Như vậy nhân tử chung của tử và mẫu là 2xy. B. Tìm phân thức nhận được sau khi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. Có nghĩa là chúng ta chia cả tử và mẫu của cái phân thức này cho 2xy. Tử chia cho 2xy. Mẫu chia cho 2xy. Chia đơn thức cho đơn thức, các em học rồi. Lấy hệ số chia hệ số. 4 chia 2 bằng 2. Phần biến chia phần biến. X mũ 2 chia cho x bằng x mũ 1. Tức là x. Y chia y bằng 1. Rồi, tiếp theo là mẫu. Hệ số chia hệ số. 6 chia 2 bằng 3. Phần biến chia phần biến. X chia x bằng 1. Y mũ 2 chia cho y bằng y. Vậy kết quả bằng 2x phần 3y. Vậy phân thức nhận được là 2x phần 3y. Thì cái việc làm như bước A và bước B này, chúng ta gọi là các bước để rút gọn cái phân thức này. Cụ thể là chúng ta rút gọn phân thức này bằng cách là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của chúng. Và chúng ta được kết quả là 2x phần 3y. Sau khi rút gọn cái phân thức này, ta được kết quả là 2x phần 3y. Khi chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng để được phân thức mới đơn giản hơn, thì cách làm đó gọi là rút gọn phân thức. Cụ thể, muốn rút gọn phân thức, ta có thể làm như sau. Bước 1, phân tích tử và mẫu thành nhân tử nếu cần. Được chưa? Tức là nếu tử và mẫu mà nó chưa xuất hiện nhân tử chung, thì chúng ta phải phân tích. Còn nó xuất hiện nhân tử chung rồi, thì chúng ta chỉ việc chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung thôi. Bước 2, tìm nhân tử chung của tử và mẫu. Rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. Cụ thể, chúng ta có ví dụ 5. Rút gọn mỗi phân thức sau. A. B. Rồi, trước hết là các em rút gọn phân thức ở IA. Bước 1 là gì? Bước 1 là chúng ta phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử.
Trước hết là tử nè. X bình phương cộng 2x thì x là chung đúng không? X là chung. Ta lấy x với số mũ thấp nhất. X mũ 2, x mũ 1 thì ta lấy là x mũ 1 thôi. Các em nhớ là lấy lũy thừa với số mũ thấp nhất. Rồi. X mũ 2 chia x ta được x cộng với 2x chia x được 2. Vậy là cộng với 2. Như vậy ta đã phân tích được tử thành nhân tử. Rồi tiếp theo là các em phân tích mẫu thành nhân tử. Nếu làm quen rồi thì các em nhìn nó ngay. Mẫu nó có dạng là A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương, đúng không? Nó chính là hằng đẳng thức thứ nhất, bình phương của một tổng. Ở đây x bình phương, A bình phương. Vậy suy ra A bằng x. Được chưa? Rồi. A bình phương tức là x bình phương này cộng với 2AB cộng với này 2 này, A là x này. Vậy B là bao nhiêu? 2x nhân với mấy thì bằng 4x. À, 2x nhân với 2 thì bằng 4x. Vậy suy ra B bằng 2. Tiếp theo là cộng với B bình phương tức là cộng với 2 bình phương. Có đúng là 2 bình phương ở đây nó bằng 4 không? Đúng không? X nhân x cộng 2. Mẫu chúng ta viết nó thành dạng A cộng B tất cả bình phương, tức là x cộng 2 tất cả bình phương. Rồi, cái bước này chính là bước phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Bước thứ hai là chúng ta tìm nhân tử chung của tử và mẫu. Rồi, tử có x cộng 2, mẫu cũng có x cộng 2. Vậy các em sẽ lấy x cộng 2 với số mũ là thấp nhất. X cộng 2 mũ 1, x cộng 2 mũ 2. Ta lấy x cộng 2 với số mũ thấp nhất, tức là lấy x cộng 2 mũ 1. Nói cách khác, x cộng 2 là nhân tử chung của tử và mẫu. Nhân tử chung của tử và mẫu là x cộng 2. Bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của chúng, tức là chia cả tử và mẫu cho x cộng 2. Rồi. X nhân x cộng 2 mà chia cho x cộng 2 thì gạch x cộng 2 đi, ta còn lại là x. Mẫu này, x cộng 2 tất cả bình phương, tức là x cộng 2 mũ 2 mà chia cho x cộng 2 mũ 1 thì ta được x cộng 2. Giống như là A bình phương chia cho A thì bằng A. Đúng không? Rồi. Như vậy là chúng ta đã rút gọn được cái phân thức này thành x phần x cộng 2. Cái bước trên này gọi là phân tích tử và mẫu thành nhân tử này. Cái bước dưới này gọi là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Cụ thể là nhân tử chung chúng ta tìm được là x cộng 2. Các em nhớ cách tìm nhân tử chung của tử và mẫu nha. B. Trước hết là các em phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Rồi, phân tích như thế nào? Các em dùng phương pháp đặt nhân tử chung. X mũ 2 này, x mũ 1 này. Ta lấy x với số mũ là thấp nhất này. Tức là lấy x mũ 1 này, y mũ 1 này, y mũ 2. Ta lấy y với số mũ thấp nhất, tức là lấy y mũ 1 này. Thì đây chính là nhân tử chung này. Xy chính là nhân tử chung. Các em đặt ra bên ngoài. Rồi, x bình phương y chia cho xy. X bình phương chia cho x bằng x. Y chia cho y bằng 1. Tiếp theo là trừ đi. Y bình phương chia cho xy. X chia x bằng 1. Y bình phương chia cho y bằng y. Được chưa? X bình phương trừ y bình phương nó chính là hằng đẳng thức thứ 3, hiệu của hai bình phương. A bình phương trừ B bình phương bằng A trừ B nhân A cộng B.
x bình phương trừ y bình phương. Ở đây a bằng x, b bằng y. A trừ b tức là x trừ y. A cộng b tức là x cộng y. X cộng y. Rồi ở đây chúng ta nhận thấy nhân tử chung của tử và mẫu, nó chính là x trừ y này. Tử có x trừ y, mẫu có x trừ y. Vậy nhân tử chung là x trừ y. Bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho x trừ y. Tử chia cho x trừ y, gạch x trừ y đi, còn lại là xy. Mẫu chia cho x trừ y, gạch x trừ y đi, còn lại là x cộng y. Thì đây chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. Rút gọn mỗi phân thức sau. A. Bước 1 là các em phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Rồi. 8 này, 4 này. Ước chung lớn nhất của 8 và 4 là 4. Được chưa? Ta lấy 4 là nhân tử chung của 8 và 4. Tiếp theo phần biến này. X mũ 2 và x mũ 1 thì các em lấy lũy thừa với số mũ là thấp nhất. Ta lấy x mũ 1. Vậy 4x là nhân tử chung. Bên trong là gì? 8x bình phương chia cho 4x. 8 chia 4 bằng 2. X mũ 2 chia x bằng x. Cộng với 4x chia cho chính nó bằng 1. Cộng với 1. 1 các em viết thành 1 bình phương. Trừ đi. 4x bình phương các em viết thành 2x tất cả bình phương. Thì lúc này mẫu nó có dạng a bình phương trừ b bình phương. Nó chính là hàng đẳng thức thứ 3. Hiệu của 2 bình phương. Được chưa? A bình phương này, 1 bình phương này, vậy a bằng 1. B bình phương này, 2x tất cả bình phương này, vậy b bằng 2x. B bằng 2x. Rồi tử là 4x nhân 2x cộng 1. Mẫu là a bình phương trừ b bình phương. Các em viết thành a trừ b nhân a cộng b, tức là 1 trừ 2x nhân 1 cộng 2x. A trừ b này nhân a cộng b này. Rồi nhìn vào đây thì các em thấy nhân tử chung của nó chính là chính là 1 cộng 2x. Nhân tử chung là 1 cộng 2x. Vậy các em chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Tử chia cho 1 cộng 2x thì gạch 1 cộng 2x đi, còn lại là 4x. Mẫu chia cho 1 cộng 2x, gạch 1 cộng 2x đi, còn lại là 1 trừ 2x. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là các em sang câu B. Các em rút gọn cái phân thức này. Trước hết là phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Rồi. X mũ 3, x mũ 1. Ta chọn x với số mũ thấp nhất, tức là lấy x mũ 1. Thì đây chính là nhân tử chung. Đây chính là nhân tử chung của hai hạng tử này. Vậy bên trong là gì? X mũ 3 chia x mũ 1 bằng x mũ 2. Trừ đi. X y bình phương chia cho x. Chia cho x thì ta gạch x đi, còn lại là y mũ 2. Rồi, ta có hai chung này. X mũ 2 và x mũ 1. Ta lấy x với số mũ thấp nhất, tức là lấy x mũ 1. Thì 2x nó chính là nhân tử chung của hai cái hạng tử này. Các em đặt ra bên ngoài, đặt nhân tử chung ra bên ngoài. 2x bình phương chia cho 2x. 2 chia 2 bằng 1. X mũ 2 chia cho x thì bằng x mũ 1, tức là bằng x. Cộng với 2 chia 2 bằng 1. X chia x bằng 1.
còn lại là y. Được chưa? Rồi. X này. X bình phương trừ y bình phương nó chính là a bình phương trừ b bình phương. Đúng không? Hằng đẳng thức thứ ba. X bình phương trừ y bình phương các em viết thành x trừ y nhân x cộng y. Mẫu 2x nhân x cộng y. Đến đây chúng ta nhận thấy nhân tử chung của tử và mẫu là a tử có x, mẫu có x. Tử có x cộng y, mẫu có x cộng y. Vậy đây chính là nhân tử chung. Đây chính là nhân tử chung của tử và mẫu. Bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho cái nhân tử chung này. Chia cho x nhân x cộng y thì ta gạch x nhân x cộng y đi, còn lại là x trừ y. Ở dưới cũng vậy, ta gạch x nhân x cộng y đi, còn lại là 2. Được chưa? Đây chính là kết quả cuối cùng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.